chở cái máy mình xuống. Còn đây là cháy cái vựa rơm nè quý vị, giáp ranh với lúa nè, bây giờ bà con đang chữa lửa nè, sợ cháy qua lúa nè. Cháy đám rau này là mấy ngàn cuộn á. Giờ bà con cộng với công an xã đang chữa cái đám lửa này nè, cháy qua lan qua lúa của bà con nè. Bây giờ tập trung 4-5 cái máy chữa lửa của các ấp lại đây nè. Đó, bà con thấy cháy ghê chưa? Đó, những chiến sĩ công an và các nhân dân tập trung tới đây đặng mà chữa lửa nè. Đây bà con tiếp tay chữa lửa nè quý vị. Cái bắn còn đem xuống rồi, còn cái máy chưa có kìa. Mất tiêu rồi, lính quýnh mất tiêu. Đây là thờ Đức Tử Tế đó.
thôi. Cái đầu miếng đâu nữa nè. Cái đầu. Ai còn mắc là sót cái trận. Hỏi ai còn đầu không ta? Ê. Chung đóng một khoai đó nghe. Một khoai đó. Chàng chạy cái giỏi quá tư lên cái chỗ lớn về thôi. Cho mấy ông đó. Nói với mấy ông đó chữa cẩn thận ngang đó bư bư xuống không có được cái trên cây không đó. Coi chặt cái máy trên đó. Ai dạ ơi, lỡ xe Phú Hòa có tâm không mượn có tâm đó. Chứ trồng chế ga mà chữa. Có dây gà.
máy kia bị gì nữa thôi, tiếng nhạc rồi. Nhạc nữa rồi đó. Con thiếu kêu ra đây kiếm mệt rồi đó Thuận ơi, đuối rồi đó, kêu ông thiếu đi tiếp ông đây. Đây là những chú bộ đội với các bà con này xã thân mà để cứu quả nè quý vị. Nãy giờ có khoảng 2 tiếng hồ mà chưa được nữa nè. Đây là xung quanh là những mảnh ruộng của bà con lúa đang chín nè. Kịp thời thì anh em và các chú chiến sĩ bộ đội tập trung bây giờ bảo vệ được lúa của bà con. Và hồng lửa đến đây là cũng đã hơi giảm được phần nào rồi quý vị. Thank you.
đeo cái giòi này nè, cái giòi trước này nè, đeo lại đằng sau này nè. Có ông nào đi lo cái giòi chưa? Có rồi đó, có hồi này rồi đó. Có đâu, cái giòi của mình kìa, có đâu. Cái giòi máy mình nó mất tiêu hết cái rồi. Băng nhóm lận sao chú Út kia cô? Đang sao đang phật lên kìa. Băng lận sao chú ơi. Có giòi bắn lên tới chơi nó hết trơn à. Có giòi mà bóp cỡ đó. Ôi trời, con giòi không tới. Con mày lấy chổng cái gì không? Hàng chi? Cái đó đó. Bây giờ kiếm ở đâu ạ? Trời ơi, bởi không nào kiếm hết trơn. Tới chuyện rồi anh nào nó bỏ. Hả? Hàng bán sắt vua đó đó. Tại khát nước à. Có rồi. Không có cái đó, sớm tới giờ tắt mẹ nó. Hả? Tụi nó ngạt mùi lỡ liền liền. Nó ngạt liền liền luôn á. Bị quá gác rồi. Để gom con nào vậy? Gom của băng mà kìa cô đó, kìa hỏi coi. Đó cô đó khóc đó. Gom này của bà con đầu tư dưới đây 400-500 triệu nè quý vị. Quá tội nghiệp. Và bây giờ chủ gom đang mà thấy buồn, thấy xuống nước mắt kìa. Đây nè, là cô này chủ gom nè. Vậy này đầu tư vô khoảng 400 rồi đó.